đúng không? Anh của anh Thinh đúng không ạ? Chủ nhân là anh Thinh đúng không ạ? Em mời chủ nhân là anh Thinh. Và chủ nhân mới đâu ạ? Em mời anh. Hai anh đẹp trai nhất Thái Bình. Câu lạc bộ, cho câu lạc bộ giao lưu với nhau quý vị. Một tràng vỗ tay cho một cuộc giao dịch giữa anh Thinh, hai anh em cùng trong câu lạc bộ và nhường lại cho nhau ạ. Rất cảm ơn anh Thinh. Vâng, xin kính chào toàn thể chị em yêu cây. Hôm nay rất vui là anh Thinh là người đại ca của em giới. Và đặc biệt ý là lần trước ý, anh Thinh cũng quý mến tình cảm của em, giao lưu với em cây rồi. Thế hôm nay ý, là rất vui là ra mắt câu lạc bộ ý, là anh Thinh bảo ý, là tôi để kỷ niệm cho em giới một cây để về đi làm có đồ để đi chơi. Rất được cảm ơn anh em rất nhiều. Đặc biệt ý, là anh Thinh cũng được phát biểu. Thì ông em ông cứ khóc suốt từng vòng này, em bảo anh nhiều chơi chơi em trước cái nào chơi. Thế để em gái thì khỏi, em còn đi chơi theo anh ấy thôi thì cũng phải chiều em vậy. Như em mình hai anh nhìn cái gái ơi, cảm ơn tất cả mọi người. Hai bạn giới ơi, cho anh em truyền thông hỏi tí là cái cây này nổ nhiều không để anh em còn không, không bạn giới mà xin phép đại ca đinh rắn này cứ nổ giá cho anh em nghĩ là vui là chính, nhưng mà cây này cũng không có nhiều tiền, hơn 100. Rồi, cứ okay. Nói thật thôi, chứ mình không nói gì. Thực ra mình mua về cũng là đầu tiên mình được chơi đã. Thế còn ai thích thì có thể là một vài năm để mình giao lưu lại. Nhưng bây giờ mình mua mình được chơi, cho nên không phải đấu giếm cái giá gì cả. Báo cáo tất cả anh em. Đây là kỷ niệm cho anh em thôi. Rất là tuyệt vời ạ. Xin chúc mừng hai anh. Trên tinh thần như thế là rất tuyệt vời rồi. Ok, cảm ơn. Kỷ niệm cho anh em. Hơn trăm. Mình dưỡng còn mình dưỡng nha, mình dưỡng còn ngồi con này hai tiền. Gà không mua, không mua được. Mình dưỡng có duyên rồi. Cái thằng mấy năm nay ngồi hai lần. Hôm qua mình dưỡng bảo em ấy là cây này mua được cái chú giới ạ. Cảm ơn các bạn nha. Vậy là dưỡng anh đã tư vấn thầy dưỡng ạ. Vậy là chứng tỏ anh dưỡng anh. Và anh em truyền thông này tiếp tục mirror cái máy của mình qua cái khu mà đang có rất nhiều các em áo đỏ đứng bên cạnh nha. Và cái cây ở giữa chúng ta cũng sẽ đổ ngay lúc này ạ. Giữa nhà vừa